là thí dụ như bây giờ á, là nói chung anh cứ hỏi anh em thờ lặn đi, miễn mà gặp bả rồi không thể nào ai mà dám lặn xuống nữa rồi. Rồi bác, vì sao, vì sao gặp bả rồi mà không ai dám lặn xuống được hả? Rồi cái như là hồi trước giờ có câu hỏi thật nha, trên diễn đàn đây chắc cũng có nhiều anh thợ lặn rồi, có nhiều anh thợ lặn đang xem đó, thì không biết là có anh thợ lặn nào đã từng thấy dân chúng từng thấy bà Thủy hay chưa đó. Chứ tôi cũng có là cái một cái đội thợ lặn là do tôi làm việc ở dưới là cái môi trường là cái như là những cái dòng sông lớn, thì có một cái đội quân thợ lặn của tôi cũng 3-4 người như vậy đó, mà anh em tôi hỏi rồi bây giờ đó, từ trước giờ mấy anh em có thấy cái bà Thủy không, có biết bà Thủy không, nó nói không có. Từ trước giờ nói thật sự sông nào em cũng lặn rồi mà không thấy bà Thủy, thậm chí là biển nó cũng lặn rồi, từng nó lặn ra biển để vớt những chiếc mà chiếc tàu chiếc xà lan mà chìm đó, nó từng lặn ra chiều cao cột nước khoảng là cái như là 25-30 mét, cái lúc là cái như là 40 mét là bình thường đó, nhưng phải có thiết bị đặc trụ đó, mà nó lặn xuống tới đấy là cái như khảo sát lên và dớt lên là không thấy bà Thủy bà cậu nào đâu cả. À, mà qua dân chúng mà nó không phải thợ lặn mà nó kết luận một câu là thợ lặn cũng nhiều người là cũng là thấy bà Thủy rồi. Tôi thì không có thợ lặn nhiều, không 4 thợ lặn đâu đó, mà tôi hỏi 4 ông hỏi bây giờ các anh có thấy thợ lặn không, nó không có, có thấy bà Thủy không, mấy ông là đồng loạt trả lời là không có, từ trước giờ không thấy bà Thủy là chi cả đấy. Cái điều đó mình phải cảm thấy là nó hơi nực cười. À, những người thợ lặn mà cái như là chẳng lẽ bây giờ xác suất mà chẳng 4 ông phải ít nhất 1 ông thấy, mà 4 ông lắc đầu lên bây giờ không biết cái bà Thủy là bà chi luôn. Tôi mới đem câu chuyện này tôi ra tôi kể đây, 4 ông thợ lặn nó trời ơi anh ơi, cái như cái ông này nó thật sự ông là cái ông này mang cái rất là tâm thần cái tâm linh đâu ra, hầu giờ ai đâu mà thấy bà Thủy đâu mà nói là cái kiểu bà Thủy đó. Và tôi đang hỏi về sông Dàm Cống đó, nhưng mà ông cũng đang hỏi đồng nghiệp của ông đấy, hỏi rằng bây giờ sông Dàm Cống một cái vị trí mà ngay chỗ phao đó, các anh có nghĩ rằng dưới đó nó có một cái gì hay không, giống như là cây cối tất cả mọi cái có dưới đó mà để nó vướng một cái người chết dưới đó mà 12 ngày không nổi lên hay không. Ông nói là cái sông Dàm Cống đó thì trước giờ ông chưa lặn, nhưng mà ông cũng có một số người bạn cũng đã từng cái như làm việc chỗ sông Dàm Cống, thì ông hỏi thì nó là cái khu vực đó nó không có bất kỳ một cái gì mà đỡ mà một con người vướng vô đó, mà với cái áp lực dòng chảy chiều lên xuống 2 lần trong một ngày mà cái không thể nổi lên được. Có nghĩa là mình cũng đi hỏi những anh em mà nó từng làm sông nước, những người gọi thợ lặn chuyên nghiệp đấy, thì họ cái có những câu trả lời như vậy. À, thì mình thấy là cái vấn đề đây là một trong những cái thì phải cần hỏi lại cần nghiên cứu lại, nhất là sông Dàm Cống nó có một cái lực hút như thế nào mà chữ chị Hà gì đó 12 ngày không nổi lên. À, đây là một trong những cái mình đang tìm hiểu trên cái phương diện khoa học chứ không tìm hiểu trong vấn đề tâm linh. À, dòng sông Dàm Cống chắc anh nó sẽ có một lực hút nào đó à, mà nó giữ chị Hà đến là 12 ngày không thả chị Hà lên, thì cái này phải có những nhà bác học phải có một cái đề tài nghiên cứu thôi quý vị, đúng không? Phải có đề tài nghiên cứu xem thử chỗ đấy nó có một lực hút gì mà ghê gớm như vậy mà chị Hà là không thể nói tự do được, mà phải dùng móc sách kéo ra khỏi khu vực đó rồi chị Hà mới nói, đúng không? Mà theo lời Tuấn nói á, là chị Hà chìm xuống một cái hậy, chìm xuống như một cái xe mà cái như là chạy, thế thì nó phải có một lực hút gọi là mạnh lắm chị Hà mới chìm cả đó. Đó. Mà nghe anh Vũ anh nói là cái chỗ mà cái chân của chị Hà đó nó có một vết hằn, nó có một vết hằn đấy, thì tôi nghĩ là chắc là bà Thủy bữa đó là bà đi đang đi ngao du, rất bà thấy cái chân chị Hà bơi đấy, rồi bà cột cái dây bà kéo xuống để mà chơi với bà 12 ngày đấy, rồi cái như là quên thả bà lên, bắt đầu phải dùng móc sắt kéo là chứng tỏ rằng bà Thủy phải thua móc sắt, đúng không cho chú? Đầu anh Tuấn á là máy nấu như vậy anh em mừng, là gì biết sao không, nói cái vụ án này đó là 99% là anh Tuấn sát hại nó, thành ra mình nghĩ là anh đi bắt rồi là xong rồi. À, bà con thấy bản thân dân chúng nó còn nghĩ mà 99% đấy. Bản thân dân chúng nó nghĩ tới 99%,
mà mình chưa có phần trăm nào luôn, mình chưa có kết luận đúng là có phần trăm nào luôn quý vị. Thế mà mấy ngày vừa qua trời ơi bà năm rồi, kể như là thằng Khánh đồ cứ điện qua chữ mấy kênh phản biện, bay biết cái gì, bay biết cái gì, bay nói tôi trời ơi tôi đâu có nói gì đâu, có nghĩa là tôi đặt dấu hỏi, mình chưa kịp kết luận luôn mà nó chữ sắp mặt ở đó quý vị, chưa kịp kết luận mà nó chữ gọi là chữ sắp mặt luôn. Không, mình chẳng qua mình hỏi ủa tại sao mà dòng sông dòng cống cái vị trí mà chị Hà mà chìm xuống đó nó dính cái gì, hay là có một lực hấp dẫn nào đó mà nó giữ chị Hà lại đó là 12 ngày không nổi lên. Mà cái chỗ vị trí đó ngoài ra nó có một cái chất gì mà không có con thủy sinh nào mà tấn công vào cái tử thi của chị Hà, đúng không? Mình chẳng qua mình hỏi thôi quý bà con, mình đã kết luận đúng phần trăm rồi đâu, có nghĩa là mình chưa cả như có một cái kết luận phần trăm nào luôn mà cũng bị chữ sắp mặt rồi, mà trong đây bản thân thằng dân chúng nó kết luận tức là 99% dân chúng là người đi bên cạnh của Túc, dân chúng là một trong những gọi là cái như là một tay sai đắc lực cho Túc trong vấn đề về tâm linh, trong vấn đề bà thủy bà cậu, mà dân chúng nó đã khẳng định như vậy rồi mà dân chúng không bị chữ, mà mình là một trong những người lên cộng đồng mạng hỏi không mà bị chữ sắp mặt. Tôi nói với bà con cái như là bên chỗ mà dì Mừ dì Năm rồi chỗ Khánh rồi đấy có công bằng cho anh em phản biện hay không, chứ tôi thấy cái chuyện đây là nó hơi bị căng lắm mà nghe. Những người họ kết luận thì các anh không nói một tiếng gì mà chỉ các anh chỉ soi vào những người đặt dấu hỏi. Tôi đặt dấu hỏi tôi đã có kết luận đâu, tôi đã bảo là Túng coi như là dính bao nhiêu phần trăm đâu, đúng không vậy? Khi nào tôi nói Túng có bao nhiêu phần trăm trong đó thì lúc đó mình mới nói chuyện chứ. Mình đặt dấu hỏi không? Vì sao? Vì sao? Vì sao thế? Vì sao thế? Vì sao em làm chi có lỗi đâu quý vị? Bài hát vì sao đó. Mà đến bây giờ nó thật sự là những người đây vẫn là mình đặt câu hỏi vì sao mà không có ai trả lời vì sao như vậy, mà vẫn là cái như là cứ lên mà chữ. Đến thời điểm bây giờ những quý bà con là nửa đêm nửa hôm là vẫn điện thoại tới, vẫn rỉ rả đôi ba câu là đờ mờ mày sao mày rắn dữ vậy, đêm nào mày cũng lên mày nói. Tôi nói cho bây giờ cái như là ban ngày làm việc rồi. Tôi nói rồi mà, từ khoảng từ cái như là 7 giờ sáng đến là 12 giờ trưa là tôi làm việc. Và từ cái như là 1 giờ chiều 13 giờ đó. Đấy, trở về cái như là 5 giờ là cái như là mình đảo đảo một chút nữa, tầm 6 giờ bắt đầu là nghiên cứu tài liệu là lên hốt à. Nó rảnh cỡ đấy mà khoảng từ 6 giờ chiều đó. Nếu mà bữa nào có tiếp khách tiếp khứa là tôi đi tiếp, còn không tiếp khách tiếp khứa tôi cứ lên tôi ra rá chơi nó làm gì tôi. Đúng không? Có nghĩa tôi đặt dấu hỏi. Còn ai bảo rằng Khương Hà dữ dằn thì phải trả lời dấu hỏi đó, mà không trả lời được mà cứ lên mà chữ, cứ nắm đầu tôi mà chữ, trời ơi tôi nói bây giờ mà nửa đêm mà nói thật sự 1-2 giờ sáng vẫn còn điện thoại đờ mờ mày sao mày rắn dữ. Nhiều lúc tôi vui vui tôi nói sao biết hay ta, sao biết tôi rắn vậy, cũng cũng giỏi chứ, có nghĩa là anh ở đâu mà anh đoán, trời ơi ông giống như thiền sư của ta, ông ở chỗ nào mà bây giờ ông điện qua tôi mà không biết tôi rảnh. Đúng rồi, tôi nói quý bà con 1-2 giờ sáng bây giờ không đi ngủ làm chi nữa mà không rảnh, đúng không? Anh điện đô anh đờ mờ, em xin lỗi quý vị nha, đờ mờ mày sao mà rảnh dữ vậy. Nó đúng rồi, bây giờ đang rảnh mà, bây giờ đang rảnh chứ đâu phải là làm chi đâu, rảnh 1-2 giờ sáng rồi tôi cũng phải nghỉ ngơi chứ. Đấy, mà giống như thiền sư trời ơi ngồi ở đâu đó mà sức hồn nhập quỷ vô bắt đầu là nhìn thấy cái linh hồn chị Hà còn đang ở dòng sông Vàm Cống. Tôi quất lại bây giờ nó thật sự mấy vị ra gặp tôi gọi là cái như là gọi là kính bút mãi thôi, gặp tôi là gọi thật sự quý bà con là gọi là kính bút mà khóc thôi, đúng không? Đấy, giống như thời xưa mà nó thật sự đi học đấy mà cô giáo ra đề bài khó quá ngồi cái gặm cái bút, trời ơi cái ngậm cái bút biết ngậm cái bút xong rồi bắt cuối giờ nộp bài lên nộp bài toàn tờ giấy trắng đấy gọi là ngậm bút không trả lời được ngậm bút, mà vị thiền sư này gặp tôi là gọi là cũng ngậm bút thôi, đúng không? Anh thấy được linh hồn chị Hà ở sông Vàm Cống, tôi hỏi ở vị thiền sư ơi dầu ông có thấy cái gì ở dưới đây sông Vàm Cống không, cái gì nó giữ chị Hà lại đó 12 ngày không nổi lên không? Anh im ru luôn. Tôi dạy thâu chứ bây giờ nói thật sự chứng tỏ là ông thiền sư này cũng đâu có đi sâu đi sát đâu quý bà con, đã lên cỡ thiền sư rồi đó mà cũng không đi sâu đi sát, có nghĩa ta ra ta quan sát dùm sông Vàm Cống
là phải là thứ nhất là quan sát tổng thể, à, trên sông dọc cống có những cái gì đó, rồi đi vào chi tiết, à, rồi tập trung vào chi tiết, người ta khai thác ra. Hà nói lên chỗ đây thì bây giờ ta chia gọi là cái thiên nhãn mình xuống, ta coi Hà dính cái gì đó. Đó. Tôi nói thiền sư mà gặp tôi còn khóc ròng, còn kính bút mà nói thật sự không trả lời được. Mà thiền sư kính móng tay. À, gặp tôi hỏi một câu, bây giờ thiền sư có thấy chị Hà dính cái gì dưới đó 12 ngày không nổi lên, thiền sư cứ ngồi là kính tay giống mấy đứa trẻ nó bú tay quá vậy, cứ ngồi kính tay miết không trả lời được, thì dắt chúng là gặp tôi chứ khóc ròng, đó không? Cái gì nó cũng vậy quý bà con. À, khi anh nói được anh phải giải thích được, anh phải nghĩ đến cái chuyện mà người ta sẽ hỏi anh theo một hướng khác. Cái đằng này nói thật sự ra anh nói giống như là bà con nói gì, giống như nước đổ tàu khoai, anh nói rồi nó trớt lớp, người ta hỏi ngược lại anh quên. Không, chính bản thân anh là người phát ngôn đó, người ta hỏi lại anh quên. Trời ơi, bản thân Tuấn cũng vậy, nó thương yêu vợ nó cái gì mà cuối cùng tôi nói với con nó quên đi cái trách nhiệm. Thương yêu vợ phải kèm theo trách nhiệm, có ai mà thương yêu vợ mà không có trách nhiệm đó? Không có trách nhiệm bảo là thương yêu sao quý vị? Đã thương yêu một người nào đó, nhất là vợ, là con, là cha, là mẹ, là anh chị em, tất cả mọi vấn đề mình thương thì mình phải gánh cái trách nhiệm mình vào trong tình thương đó, chứ không phải là nói thương là được. Nói giống như mà nói như dì Năm đó, tôi bây giờ tôi ngồi đây ở đây nha quý vị, tôi cũng nói một câu thế này cho dì Năm gọi là mát dạ đẹp lòng. Tôi thương dì Năm dữ dằn lắm à ngang, đúng không? Tôi vẫn nói được vậy thôi. Tôi thương dì Mười Dượng Mười và thương Túng Xà Lan lắm à ngang, tôi vẫn nói được vậy. Nhưng cái vấn đề tình thương đó mình nói ra nó dễ mà mình thực hiện nó khó. Nói ra mà để đưa lên cộng đồng mạng đó, để cho người ta có những cái suy nghĩ một hướng khác, tôi nói với bà con là phải kèm theo cái vấn đề, cái hành động. Đằng này nói thật sự với bà con, một thằng bảo thương vợ mà đến bây giờ thương vợ thương con, mà đến bây giờ hai đứa con phải lên cộng đồng mạng để nhờ cộng đồng mạng, để nhờ cả như là sự hỗ trợ của cộng đồng để mà sớm tìm ra một cái nguyên nhân kể như là sự ra đi của mẹ mình. Đáng lý Tuấn á, nó thương con nó, bây giờ vợ mất rồi nó phải dồn tình thương nó cho con, nó phải phối hợp đó, ít ra nó phải khẳng định với con nó một vấn đề nào đó mà quan trọng nhất trong cái sự vụ của chị Hà. Nhưng chúng ta cũng đã từng nghe Tuấn mà ra đứng chỗ cầu mà thách đố 5 tỷ với A Sinh. Anh em hỏi bây giờ anh khẳng định anh có tội hay không? Tuấn đâu dám khẳng định đâu quý vị. Tuấn nói cái này là cái như là chờ cái như là cơ quan chức năng họ kết luận rồi Tuấn mới dám kết luận. Tại sao kỳ đấy? Mình là giống như là mình một trang giấy trắng thì không sợ một cái gì cả, đúng không? Tại sao bây giờ nó thật sự bản thân anh không biết anh có tội hay không có tội, thì người ta có thể là người ta đặt những dấu hỏi cho anh được hay không? Được. Vì sao mà bản thân anh còn không biết anh có tội hay không có tội? Đến bây giờ tôi nói quý bà con nghe, một người cha mà nói thật sự họ yêu thương con thật sự, tất cả mọi cái bây giờ con của họ là cái gọi là một tài sản vô giá. Họ có thể họ dành thời gian cho con nhiều hơn, à, họ có thể là cái như là họ chia sẻ những cái mà họ biết liên quan đến sự ra đi của mẹ nó một cách chân thành hơn. Đúng quý bà con, đấy mới thể hiện tình thương. Chứ tình thương thì con cứ lên cộng đồng mạng cứ là cái như là cần cái sự chia sẻ giúp đỡ của bà con, thế người cha đâu, mình phải thực hiện trách nhiệm. À, bây giờ nó là thương con đó, nó phải gắn liền với trách nhiệm. Trách nhiệm của Tuấn bây giờ là gì? Phải lo lắng cho hai đứa nè, đã phải chu cấp cho hai đứa nè. À, nhưng chúng ta thấy rằng từ trước đến giờ, sau khi mà cái số tiền mà trong cái chuyến hàng của trà đi đó, thì không biết là từ thời điểm đó bây giờ Tuấn đã gửi về cho Bé Linh những khoản tiền nào nữa hay không? Có nghĩa là bây giờ nó thật sự hai đứa này nó cần cái sự gọi báo bọc, à, báo bọc, cần cái sự gọi là nuôi dưỡng, cần cái sự gọi là giáo dục. Đó. Tất cả mọi cái bây giờ trong ba vấn đề đó thì Tuấn cũng phải ít ra cũng phải có một cái nữa. Bây giờ mình vì công việc tất cả mọi cái thì ít ra về tài chính mình cũng phải là xoăn xoăn với tất cả hai đứa con. Đó. Nhưng đằng này nói thật sự quý bà con, mình không hiểu là Tuấn có suy nghĩ cái gì, Tuấn suy nghĩ gì
mà Bê Linh là nay lên cả như là cũng là lần thứ hai thứ ba để cầu cứu, để kêu gọi đó. Mà thấy Tuấn không có bất kỳ động thái gì. Thế thì Tuấn có thương mẹ con không, tình thương của Tuấn có không, rồi nhiều năm thương yêu con Hà dữ dằn dữ dài gì đấy mà đến bây giờ bà con thấy mình phải tìm một nguyên nhân mà nó gọi là nó xác thực nhất vì sao Hà ra đi, chứ không phải là cái gì con Hà nó bị bệnh trầm cảm nặng lắm rồi cái nó dạy chồng không nghe rồi nó nhảy xuống sông à, tao nói quý bà con đến người ta chết rồi bạn ghét cho người ta có một căn bệnh, bà con thấy đi, hỏi tình thương đâu ra. Thì giả sử như cái vấn đề đó là dì Năm cũng không thể phát ngôn, nếu mà dì Năm thương chị Hà thật sự thì không thể phát ngôn lên cộng đồng mạng những câu từ như vậy. Mà chị Hà, dì Năm phát ngôn những câu từ như vậy đó là chứng tỏ là dì Năm không thương chị Hà, mà dì Năm nhằm để cứu một ai đó, đó để mà giải vây cho một ai đó. Có nghĩa là những ngày vừa qua đó dì Năm coi như là gọi là xông pha trận mạc để giải vây, mà không biết là giải vây cho ai. Chứ dì Năm mà gặp những anh em phản biện để mà đưa ra những cái câu từ như vậy là dì Năm đang xông pha trận mạc quý vị. Mà dì Năm coi như là không biết sao hôm nay nó thật sự với con, tôi đang mở sim ra coi như là từ lúc mà cái sự vụ của chị Hà tới bây giờ mà không thấy dì Năm điện thoại tới. Tôi đang chờ một cuộc gọi của dì Năm à, tới hỏi tôi ba bốn câu hay tôi hỏi dì Năm khoảng hai câu thôi. Có nghĩa là tôi chấp dì Năm luôn, có nghĩa là thế này. Dì Năm hỏi tôi 100 câu, tôi hỏi lại dì Năm khoảng 3 câu là đủ. À, mà chờ từ biết rồi, chờ không thấy quý vị. Chờ miết, chờ mãi, ngủ dậy mà nói thật sự, nhiều lúc mình ngủ mà cái như là sợ ngủ quên, dì Năm điện thoại tới mình không nghe mấy kịp. Ngủ mà giấc ngủ cũng không sâu, chập chà, chập chờn, chờ mỗi dì Năm điện thoại thôi. Mà không thấy dì Năm điện thoại đâu. À, đây là một trong những cái, thì thật sự quý con cũng là một trong những cái mà cũng đang chờ cuộc gọi cuối cùng của dì Năm như thế nào. Và thưa quý vị, cái sự việc của Chắc Trúng thì cái này nó còn dài lắm. Thì cái buổi trò chuyện hôm nay ở tới đây thì Lang Thang Sài Gòn cũng xin phép tất cả quý bà con cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa thì kính chúc tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bà con vui lòng cho Lang Thang Sài Gòn xin một like, và bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lang Thang Sài Gòn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con đã đồng hành cùng với Lang Thang Sài Gòn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Bye bye tất cả quý vị, hẹn gặp lại bà con vào những chương trình tiếp theo ha.